Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày rất là đặc biệt ở bên Mỹ. Những người mà chơi vé số rất là nôn nao, xôn xao về cái vụ vé số. Đây là, cũng là một cái vé số mà nó có cái giải trúng cao lắm đó quý vị. Vâng. Giải này giá số người ta gọi là Powerball và được nhiều tiểu bang, chẳng hạn như là hơn 10 tiểu bang hùng lại với nhau chơi, cho nên giá số này nó có giá trị trúng rất là lớn. Còn mà thường thường vé số như là lottery á, thì super lottery thì chỉ có tiểu bang thôi. Ví dụ một tiểu bang của California thì có cái super lottery này, super lotto này. Còn cái này Powerball, đây là nhiều tiểu bang họ cùng với nhau chơi chung, cho nên cái giá số nó lên cao lắm. Hôm nay quý vị biết giá số lên tới bao nhiêu chưa? Cái Powerball này nè, nó lên tới một con số là nãy mình mới vừa mua tức thì đó quý vị. Cái này mình mua 8 đô, tại vì một hàng như vậy đó, 6 con số là 2 đô. Còn mà Super Lottery chỉ có 1 đô thôi, 1 đô cho một hàng. Như vậy thì Powerball bữa nay lên tới con số là hồi nãy mình thấy là 1,54 tỷ. Ghê chưa? Có nghĩa là 1 tỷ 540 triệu rồi. Và nó vẫn còn tiếp tục nhảy nữa, tại vì nhiều người mua, hôm nay là ngày sổ số nè. Cho nên cái mình nghĩ rằng nó sẽ vượt qua cái mốc 1 tỷ 6 vào năm 2016, thì cái giá trị mà cao nhất á, trúng á, là 1 tỷ 600 triệu. Nhưng mà hiện giờ bây giờ là mới có 11 giờ 12 giờ sáng à, thì bây giờ á mình nghĩ rằng con số này nó sẽ tăng từ đây tới chiều thì nó sẽ qua mặt được 1 tỷ 6, mình nghĩ như vậy đó. Còn chần chờ gì, nữa, những người Việt Nam ở hải ngoại chúng ta bỏ ra vài đô la để mua Powerball, biết đâu thời vận tới không, mình mua nếu mà trời cho thì mình trúng số, còn không có thì giống như là trò chơi thôi, bỏ ra mấy đồng chứ không có gì hết trơn, không có lớn lao gì hết. 8 đô thì cũng giống như là cỡ gần 200 ngàn Việt Nam. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng mua đâu quý vị ơi. Thường thường con số nó nhảy lên cao hơn 1 tỷ thì mình mới mua thôi. Mua giống như mua vui cầu mai vậy thôi, chứ mình biết rằng cái tỷ lệ trúng rất là thấp lắm. Người nào mà có phước căn tu hay là như thế nào lắm á mới trúng được cái con số này. Còn bữa nay thì Super Lotto thì cũng được 99 triệu rồi. Khoảng gần 100 triệu rồi. Thật ra trúng cái này không mà cũng ngon rồi. Đừng nói chi 1 tỷ mấy. Bây giờ mà 1 tỷ mấy này á, quý vị tính đi, 1 tỷ rưỡi á, 1 tỷ rưỡi mà quý vị biết không, trúng á, quý vị lấy một lần hay là quý vị lấy 20 năm? Nếu mà lấy 20 năm á, thì họ trừ thuế rồi xong đó thì họ sẽ trả cho quý vị từng tháng một, và 20 năm liên tục là quý vị biết rằng là quý vị là tỷ phú của 20 năm đó. Nhưng mà theo như mình biết thì cái người mà trúng số mà lấy 20 năm á, lỡ quý vị mà có mệnh hệ nào, quý vị có đại khái là người đó mà bị đột quỵ hay là qua đời á, thì không có ai thừa hưởng được hết. Vé số đó, cái đó là không ai thừa hưởng được. Cho nên nó giống như họ dồn, chính phủ dồn ta vào lãnh một lần vậy. Mà đa số ai đấy cũng đều lãnh một lần quý vị ơi. Trúng bao nhiêu là cũng lãnh một lần thôi. Thì theo thống kê á, ở đây họ trừ thuế đó, nặng lắm quý vị, ghê gớm luôn á. Quý vị có tin không, quý vị Việt Nam có tin không? Thí dụ mà chúng ta bữa nay ai mà trúng được 1 tỷ rưỡi đi, quý vị sau khi họ trừ một lần, trừ thuế đó, rồi quý vị muốn lấy một lần là nó trừ nữa. Đó, lấy một lần là cái giá khác, lấy 20 năm là cái giá nó khác. Thì chỉ còn lại khoảng 700 triệu mà thôi. Nhà nước lấy hết 800 triệu rồi.
ghê chưa. Tiền của mình trúng mà nhà nước trừ thuế rồi trừ này trừ kia rồi à, sau khi đó lấy được một lần chỉ còn được 700 triệu à. Ôi mà thôi, 700 triệu là cũng là một cái con số kinh khủng lắm rồi quý vị. 700 triệu mà tính ra tiền Việt Nam quý vị tính đi. Một đô bây giờ là 25 ngàn này. Phải không? Một đô 25 ngàn. 100 đô là 2 triệu rưỡi. Bây giờ quý vị tính thử đây. À, nếu mà chúng ta có 700 triệu thì là bao nhiêu tiền? Khoảng cỡ 17.500 tỷ. 17.500 tỷ con là con số kinh khủng quý vị chứ. Bây giờ mình tính cái nhà mà sơ đây, nhà trung bình ở ở tại vì mình có bây giờ mình tính cái nhà mà 10 tỷ một căn nhà, 10 tỷ một căn nhà, quý vị mua được bao nhiêu căn nhà? 17.500 tỷ chứ. À đó, ghê chưa? Tôi cũng không có biết được là bao nhiêu căn nhà nữa, nó kinh khủng quá. À, để coi mình coi có đúng không quý vị ha. Ví dụ 1 triệu đi là 25 tỷ. 10 triệu là 250 tỷ. 100 triệu là 2.500 tỷ. 100 triệu là 2.500 tỷ. Thì 400 triệu là 10.000 tỷ. Rồi 300 triệu kia nữa có nghĩa là 7.500 tỷ. Đúng rồi, là 17.500 tỷ. Một con số mình phải nói là không biết đường nào mà đỡ nổi luôn á. À, quý vị trúng số rồi quý vị làm gì nè? Wow, cái đó là cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra. À, nhiều người theo mình á thì dĩ nhiên trúng số ở đây thì họ cũng không bao giờ công bố cái tên của người trúng số. Trừ khi nào mà mình muốn mà thôi. Không quý vị ha. Và nhiều cái nhà mà đầu tư kinh doanh hay là những người mà họ nói như thế nào nào, giống như bảo quản cái financing của mình nha, giống như họ muốn mình đầu tư cái này đầu tư kia, họ hướng dẫn mình ở những nhà đầu tư á, cũng họ cũng tìm cách để kiếm mình. Và theo lời hướng dẫn của họ thì số tiền của mình sẽ đẻ ra nữa. Nhưng mà không biết sao họ tìm được nữa, cũng hay. Nhưng mà quyết định hay không là do mình. Còn những người nào mà muốn mà an toàn trên xa lộ không có gì hết, thì chúng ta theo mình nghĩ á, thì đây là cái sự suy nghĩ thô thiển của mình thôi. Chúng ta có thể phân tán ra cái tiền của mình ra cho nhiều ngân hàng và chỉ cần lấy tiền lời thôi. Quý vị cũng đã sống, cũng đã mệt xỉu luôn này. Thiệt luôn á. Mình bỏ trong cái ngân hàng mà kiểu saving 6 tháng 1 năm á quý vị. 3 tháng 6 tháng 1 năm mình không lấy được, lấy ra 3 tháng hoặc là trước 6 tháng mình không lấy ra. Nếu lấy ra trước thì mình sẽ bị phạt một số tiền nhỏ. Mặc dù có tiền lời rồi nhưng cũng bị phạt số tiền nhỏ. Rồi mình ký vào, nếu mà trong 6 tháng đó chúng tôi không lấy ra thì cứ tiếp tục 6 tháng đó nó tự động. Mình có làm một lần cái chuyện đó rồi. Quý vị, cái số tiền đó mà quý vị để trong ngân hàng ha, ăn bao nhiêu kiếp cũng không hết luôn nè. Nhưng mà thường thường thì chúng ta cũng đầu tư vào những chuyện khác không quý vị ha. Cho cha mẹ, anh em, con cái làm việc từ thiện. Chà, tôi mà trúng nghe tôi nói thiệt chứ, cháu Hồ Văn Cường sẽ có một cái số tiền, một cái món quà rất là lớn. Và tôi về Việt Nam ha, đu show của cháu Hồ Văn Cường ha. Rồi sau đó ép sơ sanh đọt chuối cũng có, mỗi người có món quà hết trơn luôn. Rồi chúng ta đi làm việc từ thiện. Nếu chúng ta sợ thì chúng ta mướn vài vệ sĩ đi theo mình. Mướn lúc đó tiền tới mười mấy ngàn, hai chục ngàn tỷ rồi. Mướn bao nhiêu bảo vệ mà không được phải quý vị ha. Mời quý vị một ly nước ha. Trà nóng ở Cali, bây giờ vào mùa lạnh rồi quý vị. Quay trở lại giá số. Thì một hàng như vậy nè. Một hàng như vậy nè thì chỉ có 1 đô thôi cho Super Lottery. Còn Powerball như thế này nè, một hàng như vậy là 2 đô. Một hàng như vậy là 5 con số và một con số nó gọi là Power, tần số cuối cùng. Còn Super Lotto cũng vậy, nó có 5 con số thôi. Và con số này nó gọi là con số Mega. Quý vị, thật ra mình trúng 5 con là cũng
cũng khá lắm rồi quý vị ơi. Phải không? Ước mơ chi nhiều, 5 con là thấy rất là ok lắm rồi. 5 con thì mình cũng có thể tùy theo, tại vì cái số tiền mà ở đây á, họ lấy cái phần trăm. Họ chơi giống như lô tô ở Việt Nam ấy quý vị, mình chơi chẳng hạn như là 10 đồng thì người ta được trúng khoảng cỡ 5 đồng đó. Ví dụ 20 đồng thì người ta trúng bực 10 đồng. Ví dụ người dân càng mua nhiều thì mình được chia nhiều hơn và nhà nước cũng chia được nhiều hơn. Và quý vị biết không, cái Mỹ nó hay lắm nha. Theo mình coi á, cái mình cũng có lần thắc mắc là những cái số tiền mà chính phủ Mỹ lấy như vậy rồi đi về đâu á. Cái số tiền mà chẳng hạn như là một ví dụ chính phủ lấy 800 triệu đánh thuế của mình á, chỉ còn mình còn lấy lại được cái 700 triệu à. Thì 1/3 đã đi vào giáo dục nhà trường rồi quý vị. 1/3 số tiền đó họ giữ và họ chia ra hết và cho vào trường học. Thế hệ mai sau là gương cột của quốc gia. Cái việc học vấn và tri thức rất là quan trọng. Còn một phần nào đó họ chia cho đường cống rãnh, một phần nào chia cho cái gì đó, ở đó họ chia ra đây đủ hết. Và số tiền đó họ chia đều như vậy. Chứ không có ai gian tham, không ai được gì chứ. Rất rõ ràng và minh bạch cái số tiền của nhà nước lấy. Có lần mình đã coi rồi, nhưng mà cái gì nhỏ quá mình không nhớ, mình chỉ nhớ là 1/3 là vào những cái trường học. Còn chúng ta trúng số thì chúng ta có thể, vì chúng ta đây là đất nước thứ hai ở Mỹ và chúng ta đã nhờ chính phủ Mỹ cưu mang, thì chúng ta cũng phải làm việc thiện gì đó. Tùy theo mỗi người, người trúng thì dĩ nhiên là mình biết chắc chắn cũng sẽ, mỗi người cũng phải làm từ thiện chứ ha, không lẽ ôm tiền sống như vậy đâu có được đâu. Thì đất nước Mỹ đã làm gì cho mình thì mình làm lợi cho họ, mình đi làm việc thiện nguyện. Rồi xong xuôi đó, dĩ nhiên nơi cha sanh mẹ đẻ, nơi chôn nhà cắt rúng thì mình cũng về nơi đó để làm việc từ thiện. Phải nói là Việt Nam là cái đất nước Việt Nam là người hưởng sái nhiều nhất đó quý vị. Bất cứ nơi đâu người Việt mình ở sinh sống, ở bất cứ đất nước nào ở đâu cũng đổ tiền về Việt Nam. Quý vị thấy không? Hàng tháng gửi tiền về Việt Nam nè, hàng năm gửi tiền Việt Nam nè, quà cáp nè, rồi về cưới vợ Việt Nam mà cũng xài tiền ở Việt Nam nè, rồi về lấy chồng ở Việt Nam cũng xài tiền Việt Nam. Có nghĩa là đổ về Việt Nam hết trơn á, trúng số cũng về Việt Nam làm thiện nguyện nữa. Phải nói là người Việt Nam mình, đất nước Việt Nam là hưởng sái nhiều lắm á. Nếu mà không có Việt kiều ở hải ngoại này á, Việt Nam rất là khổ đó quý vị. Quý vị chưa tính đâu, quý vị lên Google coi, quý vị đánh thử coi. Một năm Việt kiều gửi về Việt Nam bao nhiêu tiền thì quý vị sẽ biết liền. Mà đó chỉ là con số chính thức thôi nha. Còn con số không chính thức có nghĩa là gửi chợ đen á, nó kinh hoàng lên nữa. Quý vị biết mà không có Việt kiều gửi về, không có tiền hải ngoại gửi về á, Việt Nam khổ lắm á, nhất là những người dân. Dân công nhân này, cái gia đình này, cái nào rất khổ. Quay trở lại việc trúng số này thì chúng ta có thể về Việt Nam xây cầu, đắp đường. Mình thì mình thích cái chỗ nào mà có gần xí nghiệp công nhân và gần cái chỗ mà khu chế xuất gì đó đại khái, xây lên những cái dãy nhà trọ đó quý vị, mấy trăm cái nhà trọ một khu vậy á. Rồi mình cho công nhân thuê, một tháng mình lấy khoảng cỡ 500 ngàn thôi. Một nhà trọ mà phải nói là nó tôm tích đàng hoàng nha, chứ không phải là nhà trọ mà dỗm chật hẹp, có đầy đủ tiện nghi, khoảng chừng 500 triệu thôi. Rồi cái số tiền 500 ngàn, trời đất ơi, 500 triệu, 500 ngàn một người, mình cho cũng được vậy chứ không phải là không. Nhưng mà mình phải làm như vậy để cho người ta biết có cái trách nhiệm là mình muốn ở đó hay muốn cái gì mình cũng phải bỏ một chút xíu công sức của mình vô, không có gì ha. Chứ mà cái gì cũng đòi hỏi free, cái gì cũng đòi free trên thì nó cũng không công bằng. Với cái số tiền 500 ngàn một cái phòng trọ mà khang trang ở Sài Gòn hay ở Bình Dương hay ở gần cái khu chế xuất quận 9, quận 8 nào đó cũng là quá rẻ rồi, có 500 ngàn thôi, đâu có nhiều đâu. Rồi mình lấy cái số tiền đó mình mướn bảo vệ nè, rồi mình mướn người quét rác nè, rồi mình đại khái là cái khu đó là lúc nào cũng sạch sẽ,
cũng có bảo vệ ra vô để quý vị khỏi mất xe, an toàn trên xa lộ hết. Đó là như vậy. Rồi có bảo vệ trực 24/24 một cái khu như vậy. À, chứ thật ra mình trúng mà mấy gần 20.000 tỷ thì quý vị nghĩ đây đâu phải mà cần đầu tư để làm cái những cái phòng trọ mà kiếm tiền thêm nữa làm cái gì, sống cả đời không hết nữa mà, không, quý vị ha, sống mấy kiếp còn không hết nữa. Nội cái tiền lời đó mà mình investment, có nghĩa đầu tư vào những cái bond của nhà nước ở bên Mỹ này, hay là đầu tư vào những chứng khoán, những cái chứng khoán thì có risky, thì có dĩ nhiên là có mạo hiểm, nhưng mà chúng ta đầu tư vào những cái hệ thống mà nó an toàn trên xa lộ hơn 90% ấy, chẳng hạn như đầu tư vào những ngân hàng American Bank, Wells Fargo Bank, hoặc là chúng ta đầu tư vào Costco, siêu thị Costco lớn nhất ở Mỹ, rồi đầu tư vào hãng hãng xe điện Tesla, đầu tư vào Amazon, đầu tư vào những đại khái mình nói là những cái chỗ nào mà nó vững chắc á, thì mình sẽ đầu tư chỗ đó. Nội quý vị ăn tiền lời không á, cũng đủ phê luôn á, phê lắm quý vị ơi. Chà, nói về cái giá số nói liên tục không ngừng nghỉ. Rồi về Việt Nam, cái tri thức là quan trọng nữa. Mình không dám nói rằng nói trước thì nhiều khi đó cũng nói mình nói láo hoặc gì. Tri thức là quan trọng lắm. Mình về mình có thể mở ra một cái chỗ nào đó hẻo lánh, nhưng mà có nhiều nhân công, nhiều công nhân, nhiều nhà nghèo ở nơi đó, và họ cần cái sinh hoạt của họ. Thì dĩ nhiên mình biết là mình về phải xin phép nhà nước, chính quyền bển rồi. Những cái chỗ nào mà mình đã từng sinh sống, rồi mình đã lớn lên và người ta đã cu mang mình, hoặc là những cái chỗ nào mà giống như Cali Sài Gòn nói, tại vì mình về mình thấy nhiều cái khu chế xuất công nghiệp ở quận 8, quận 9 hay Bình Dương, nhiều người nghèo quá mà công nhân làm không đủ tiền để sống. Và con cái họ không được đi đến trường. Cái mà mình quan tâm nhất là tri thức của mấy đứa nhỏ. Nó là rườm cột quốc gia sau này. Học vấn rất là quan trọng. Cũng giống như một tổng thống người Phi Châu người ta nói đó. Muốn giết đất nước đó, không cần bom đạn gì chứ. Chỉ giết những người tri thức, không cho đi học. Đất nước đó chỉ trong vòng 20 năm sau thôi. Có nghĩa là chỉ làm nô lệ cho người ta thôi, chứ không còn biết cái gì nữa chứ. Theo ý nó lẫn quẩn là ý của Cali là như thế này. Những cái khu đó đó, mình xin phép, mình làm đường ha, mình làm một cái chợ và cái bệnh viện nho nhỏ. Không phải là bệnh viện lớn nha, bệnh viện nho nhỏ. Và có thể mình giúp những người dân ở đó có một cái trường học, tiểu học nữa, để cho con em người ta học ở đó. Cái chỗ nào mà có sinh hoạt đông đúc, mình theo mình thấy á, thì là phải có cái trường học nè cho các em nhỏ nè, và cái bìa bệnh viện nè, và một cái chợ. Ba cái đó rất quan trọng. Nếu cái chỗ nào, cái khu vực nào mà có ba cái chỗ đó, lúc nào cũng có người dân sinh hoạt hết. Nếu mà mình lựa cái chỗ nào mà những cái khu chế xuất, những khu công nghiệp mà đông dân, mà người ta thiếu thốn ba cái đó, mà mình xây thêm được ba cái đó nữa là người ta phải nói là rất hữu ích cho xã hội và người dân ở đó. Dĩ nhiên là chúng ta phải đi chùa, ai mà đạo Chúa thì lại nhà thờ, chúng ta phát tâm rồi làm từ thiện. Người mà làm từ thiện nhiều á, gương mặt ta sáng lắm và đẹp nữa. Không, mình thấy thật sự á, người nào mình làm từ thiện á, người ta thoải mái tâm hồn lắm. Trong tâm của họ lúc nào cũng trong sáng và có cái lòng bác ái. Những người quý vị thấy em đi làm từ thiện nè, từ thiện thực tâm đó nghe, chứ không phải là cò từ thiện nghe. Từ thiện thực tâm họ phát gạo, họ phát mền chiếu gói đồ ăn, luôn luôn là họ cũng tươi cười, mặc dầu họ mệt, rất mệt, nhưng mà họ vẫn tươi cười. Tại vì trong tâm của họ tình thương yêu lan tỏa. Mong quý vị Việt Nam mình sẽ trúng số ha, trúng số, nhất là người Việt Nam mình. Sẽ giúp đỡ những người ở Việt Nam, ở quê hương nhiều hơn nữa.
À, về Việt Nam ha, kỳ này trúng số được ha. Ôi da, cái con số tiền đó về không biết làm gì nữa vậy. Thật ra mua thì mua vậy thôi, chứ mà trúng số nó nhiều cái chuyện để mình làm. Nhưng mà phải nói là tiền không là gì, nhưng mà mình có tiền, tiền sẽ giải quyết được nhiều vấn đề lắm quý vị ha, rất nhiều vấn đề luôn. Chúng ta không mong làm chính trị, chúng ta cũng không mong làm những việc gì to lớn hết, hãy làm những việc nhỏ bé trước. Theo mình á, có hiếu với cha mẹ, rồi giúp đỡ anh em, giúp đỡ bà con cô bác xóm giềng, đó là những cái gì mà gần gũi nhất. Rồi xong sau đó chúng ta đi làm việc từ thiện, xây cầu đắp đường đó. Mỗi người mỗi ý và mỗi cách làm khác nhau. Vâng, mong rằng tối đêm nay, thứ bảy ngày 5 tháng 11, sẽ có người Việt Nam trúng số, một giải là Powerball, một giải là Super Lotto của California. Yes, let's go. Vâng, xin chúc cho tất cả quý vị khán giả ở hải ngoại cũng như người Việt Nam được nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn lại quý vị trong một video lần sau.